Chào mấy bạn, hôm nay mình có thời gian mình muốn nói về KVK Internet Security. Thì khi mà mấy bạn đã có một cái chương trình KVK Internet Security này thì nó có một cái function rất là hay. Mình muốn giới thiệu với bạn đó là một cái tính năng đó là mình chặn những có những cái chương trình mà nó tự gửi một cái giống như là khi mình kích hoạt mạng thì những chương trình khi mình xài thì nó gửi cái data về cho máy chủ của nó. Thì mình thấy cái vấn đề này nó cũng nhiều lúc mấy bạn có thể quản lý bằng nếu mà kho bạn không có thì bạn phải quản lý bằng firewall, nhưng mà nếu mà có các bậc cai này thì mấy bạn có dễ dàng hơn. Ví dụ như mấy bạn vô từ cái giao diện bên ngoài nè, More Tool, bạn chọn Manager Application, Application Control này nè, mấy bạn chọn ở đây mình đã chặn có những chương trình mà nó gửi giống như nó gửi chạy nền đó, nó gửi data về máy chủ rất là nhiều. Thì ở đây thì mình không muốn cho nó gửi những cái thông tin này về máy chủ, thì mình ở đây mình đã mình chọn cách là mình vô nó mình chặn. Ví dụ như ở đây thì có một cái ví dụ thôi nha. Ở đây á, thì network ruler nè, ban đầu là nó allow hết, mình sẽ chỉnh vô Denied là không có cho nó gửi. Rồi bên cái có một cái tab right này nè, bạn kéo xuống bạn chọn hidden network nè, bạn chọn Denied hết, có nghĩa là nó không cho, giống như là chạy ẩn vậy đó, chạy ẩn mà nó có thể sử dụng network bạn để nó gửi thông tin về máy chủ thì mình ẩn, mình không cho nó gửi. Bạn thấy để mình thử một cái khác, ví dụ như đây đi, một cái phần mềm cái này mình đã chặn hết rồi nè, nó chặn màu xanh là màu xanh là chưa chặn nè. Để mình ví dụ một cái nào đó, đây mình tiếp xíu Autodesk đi, Autodesk rồi. Ví dụ này đi, cái này dù ban đầu mình đã network mình đã không có cho nó sử dụng rồi, mình đến đi hết rồi rồi này luôn là không có cho nó sử dụng mạng, nhưng mà bên trong nó vẫn về phần write nè, bạn nhớ kiểm tra cái này nè, chừng nào cho nó ra cái màu xanh xanh dương này nè là ok, blue màu blue. Còn màu green thì nó vẫn chạy nền được, dù bạn chặn nó vẫn chạy nền được. Kiểm tra có cái nào, giống như Google Update nè, lúc nào nó cũng cho sử dụng mạng. Mình mấy cái này cần thiết thì nào cần thiết thì mấy bạn để lại, còn cái nào không cần thiết thì nên nên chặn nó, đừng cho nó, chung là đừng cho nó gửi về hệ thống nhiều quá. Có cái nào hay hay không ta? Cái này đi, giống như cái này đi, bạn thấy nó màu xanh không? Thì mình cái write này nè nó chưa có chặn nè, mình vô đây mình chặn lần nữa. Okay. Vậy là không có bất kỳ cái chương trình này, cái application này sẽ không có gửi những cái thông tin data từ cái máy mình về cái hệ thống được, mình đã chặn nó rồi. Ok, thì một cái video nhỏ này muốn chia sẻ với bạn hơi nhiều hơn về cách cách mình sử dụng internet, các key internet security. Thì nếu mà mấy bạn không có các internet này security này á, thì bạn có thể dùng cái vô control, dùng file, tìm firewall này. Advanced Setting đó, mấy bạn vô vô cái Import Ruler nè. Ok, mình trong cái này thì nó vẫn có cho bạn, mấy bạn có thể tạo một cái rule mới, bạn có load cái control cái program này nè, load cái file chấm .exe, một cái file giống hàng chẳng hạn như show thì chrome chấm
Bạn cứ load cái file file program nó lên rồi mình lock nó. Còn này thì tại vì mình đã sử dụng cấp đôi kia internet thì mình không có sử dụng cái này, nhưng mà nếu mấy bạn muốn làm thì mấy bạn có thể nghiên cứu về cái này cũng được. À, vô firewall nè, đó, advanced setting rồi cái phần input ruler này nè. Đó, mấy bạn có thể chặn được, mình chặn thủ công cũng được nè. Hồi xưa chắc mình đã chặn thủ công với cái này. Đó, mình chặn thủ công, thấy không cần thiết thì mình chặn nó đi. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video kế.